Đây là đồng coin sẽ giúp các bác x10 tài sản. Và đó chính là suy nghĩ của những người mới bước vào thị trường crypto đấy ạ. Thường thì họ lúc nào cũng mơ tưởng rằng mình sẽ lời khi vào kèo này kèo kia. Rất hiếm ai nghĩ tới việc sẽ thua lỗ ngay từ lần đầu tiên nha. Đó cũng là lý do mà nhiều người cảm thấy cay cú và khó chịu khi bị thua hết tiền. Bản chất của mấy thị trường tài chính như này thì chỉ xoay quanh tâm lý thôi. Nếu các bác nghĩ được là các bác sẽ mất bao nhiêu thay vì lời bao nhiêu khi đầu tư vào cái gì đấy, thì mình tin chắc rằng kết quả sẽ còn tốt hơn rất nhiều nha. Ở phần sau thì Alice sẽ nói cho các bác biết là tại sao thì mình không nên đầu tư theo tin tức ạ. Tạm biệt các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của GM Ventures.